Rồi, xin chào tất cả các bạn và các anh chị. Thì rất vui được gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở cái video này ha. Thì ở video này á, mình muốn nói về một số nguyên nhân mà khi phô nó gây ra mờ bảng hoặc là nó cái bảng nó không có chữ. Có thể là các anh chị đang phô như vậy, tự nhiên cái chữ nó mờ dần hoặc là nó mất hẳn chữ luôn. Thì nó sẽ có một số cái nguyên nhân liên quan tới cái vấn đề mà các anh chị gặp, cũng giống như là mình đã từng gặp qua. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của mình xử lý những cái trường hợp và mình xác định được cái lỗi đó nó nằm ở vị trí nào ha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua cái cục mà nằm trên tay mình nè. Tức là cái bộ phận này nó sẽ nằm ở phía sau máy. Và ở phía sau máy nó sẽ có ba cái lỗ để nó đưa ba cái cháu này vào vào trong bên trong máy lại. Thì đối với cái cục này thì hai cái cháu nhựa nó bị bể rồi các bạn. Cháu nhựa nó bị bể. Và cái cháu này thì nó rất là chắc nha các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó có ba cái như thế này. Ở đây thì hai cái nó nhựa nó mềm hơn. Và ở đây thì cái nhựa này nó rất là chắc. Thì khi các anh chị chạy thì các anh chị có thể là cái máy của tất cả các anh chị và các bạn nó không có báo lỗi đâu. Nhưng mà khi mà các anh chị chạy thì nó sẽ không, cái tờ giấy nó trắng luôn ha. Thì khi các anh chị lấy ra, các anh chị kiểm tra, các anh chị rút cái cụm từ ra nè, đó. Thì các anh chị kiểm tra, các anh chị quay ha. Thứ nhất từ nó đều nè ha. Thứ nhất là kiểm tra là từ nó có đều hay không nè. Cái thứ hai nữa là quay nó có nhẹ hay không. Tại vì đối với mà một số cái cụm từ á mà nó chạy lâu ngày thì các cái phốt từ nó sẽ bị đóng cứng và nó sẽ bị rít, làm cho cái máy nó kéo cái cụm từ không nổi, nên do đó là nó không có quay được cái trục từ. Thì khi đó là cái mực, cái rum nó sẽ không có hút mực được à. Thì do đó là cái bảng chúng ta sẽ bị mờ. Cái thứ hai đó là do lâu ngày tất cả các cái mực nó, cái từ nó đóng cục à, thì nó gây cứng, có thể là nó gây xước. Đầu tiên là các bạn có thể để ý trên cái bảng chụp của các bạn có thể là có những cái lằn trắng. Có thể là đối với nhẹ thì những cái lằn trắng nó rất là mờ, nhưng sau đó là chỗ đó nó có một cái lằn trắng rất là nặng. Thì có thể là do các cái nó bị đóng trong cái cục này thì nó bị dính vô đây nha. Ví dụ nó dính vô đây thì khi mà các anh chị quay á, các anh chị sẽ thấy chỗ đây nó có một cái phần lõm, từ nó không có đều à. Cái đó là khi đó là các anh chị mở cái hộp từ ra rồi các anh chị ray từ nha, các anh chị ray từ cho nó mịn, cho nó bỏ hết, loại bỏ hết tất cả các cái cục đó đi, rồi chúng ta bỏ vào lại, chúng ta canh lại cái thước từ là chạy được. Cái thứ hai là cái phốt từ nó bị cứng. Cái phốt từ nó bị cứng á, thì khi mà cái thông thường cái phốt từ nó bị cứng á, thông thường là máy nó báo 41 liền các bạn. Máy nó báo là SC41. Thì khi lỗi đó SC41 thì các bạn có thể biết được à là do cái trục từ nó bị cứng. Và do đó chúng ta mở cái cụm từ ra, chúng ta sẽ thay 40 phốt à, chúng ta sẽ kiểm tra lại hết. Thứ nhất là coi thử là cái bộ phận cái bạc đạn của cái trục này nè các bạn. Đó, cái bạc đạn của cái trục chỗ đây là nó có cái cứng hay không nha. Lâu ngày cái bạc đạn nó cứng nè, thứ nhất. Cái thứ hai là các anh chị xoay thử mấy cái phốt, xoay thử chỗ này đó. Cái chỗ này là xoay hết tất cả các cái trợ lực trợ nhông á, của bốn cái phốt từ ở đây. Ở đây chúng ta có cái hai cái phốt từ nó nằm ở trong sau hai nhông này, và ở đây nó có hai nhông, đây hai cái phốt từ đây nữa nha các bạn. Nếu mà nó bị nặng, mà nó cứng, chúng ta quay nó cứng, cảm giác nó cứng, nó rất là nặng thì chúng ta lấy ra chúng ta thay. Thì hầu như là các cái video mà tháo ra vệ sinh và thay những cái bộ phận này thì mình đã có làm hết rồi. Thì mình chỉ nói sơ qua đây về các cái nguyên nhân mà nó có thể nó gây ra cho cái hộp từ chúng ta không có quay được và nó gây ra hiện tượng là phô ra cái bảng nó màu trắng. Cái nữa, cái thứ ba nữa đó là khi mà các anh chị lấy ra, có một số cái các anh chị quay ha, nó quay đây nó rất là mềm, nó rất là nhẹ rồi à, bạc đạn các anh chị kiểm tra phốt từ nó rất là nhẹ. Nhưng mà khi mà các anh chị quay cái này á, quay chỗ phần này thì các anh chị chỉ kiểm tra được ở cái bộ phận dưới đây thôi. Các anh chị để ý nè, cái nhông nó quay nè. Đấy, các anh chị thấy không? Tức là các anh chị chỉ kiểm tra được là cái trục từ, thứ hai là cái trục khế, thứ ba là cái trục xoắn ở trong đây thôi ha. Tức là những cái trục lớn nằm dưới đây thôi. Còn đối với cái phần hopper mực thì các anh chị không thể nào các anh chị kiểm tra được khi anh chị đi quay. Để kiểm tra cái bộ phận này, các anh chị sẽ sử dụng cái tay các anh chị quay cái trục này nè các bạn. Đó, cái trục này ha. Cái trục này. Đôi khi lâu ngày cái mực nó sẽ bám đây nè các bạn nè. Ở trong này nó có một cái hốc nữa.
để nó chứa mực. Nó cái mực ở đây ấy, nó sẽ đánh, nó sẽ đưa xuống, nó sẽ đưa nó sẽ giống như là nó một cái trục khế vậy, giống như một trục trục khế vậy. Thì ở đây ấy, nó có tác dụng là nó đánh cái mực để đưa qua cái lưới mực trong này nè. Nên là đôi khi mà các chị sẽ thấy là lâu ngày cái lỗ lưới mực nó bị nghẹt, nó đánh không xuống được mực, thì nó cũng là một cái nguyên nhân đó nữa nha. Thì chập nữa mình sẽ nói sao đó. Thì khi đó các anh chị sẽ thấy là cái này các anh chị quay cứng ha, thì các anh chị sử dụng cái gì đó, các anh chị gõ gõ nhẹ ở đây để cho một phần mực đó, nó đóng, nó có thể tơi ra. Bước đầu là như vậy, tại vì khi mà mở cái này ra nó hơi phức tạp, do đó các anh chị làm không được, sau này các anh chị sẽ gửi thợ để xử lý cái bộ này cho các anh chị đó. Các anh chị lấy cái gì đó, các anh chị gõ ha, các anh chị lấy cái búa, các anh chị gõ nhẹ đây, hoặc là cái đầu tua vít gì đó, các anh chị gõ nhẹ đây để mục đích cho mực nó rớt xuống, nó đóng trên đây này, nó sẽ rớt xuống. Và khi đó các anh chị quay á thì nó sẽ nhẹ, hoặc là khi đó các anh chị quay này thấy nặng thì các anh chị cứ quay vậy đó, các anh chị cứ quay quay vậy, các anh chị vừa khó các anh chị vừa quay để cho một phần mực nó sẽ tơi ra. Tại ở trên đây là nó là chủ yếu là mực, nhưng mà lâu ngày nó sẽ bị đóng cục, cũng có phần là đóng cục nha. Cái này là cũng có sẽ xảy ra, nhưng mà nó đôi khi nó hiếm gặp đó. Đó là nguyên nhân như vậy. Cái nguyên nhân thứ tư nữa đó là có thể là do mấy cân nhông này nó bị bể ha, nó bị bể đi, hoặc là nó bị bể mấy cân nhông này nè, thì khi đó nó quay nó sẽ không có quay được, nên do đó là nó bị nó không có đưa được mực xuống dưới cái hộp từ Thì đối với cái phần này rồi, nguyên nhân rồi, đối với cái nguyên nhân nữa hồi nãy mình nói đó là cái lưới mực, cái thước mực. Thì ở trong cái hộp từ này nó cái thước mực ở đây rồi, để mình mở ra cho các bạn biết, để cho một số các bạn mà chưa coi cái những cái video trước của mình á, là có thể biết được cái lưới mực ha. Có người ta kêu là thước mực mà cái lưới mực, thì mình cứ nói mình thấy sao mình nói đây, các chị thấy nè, đây đó, cái mình chỉ thấy trong này nó có cái lỗ không đó. Thì đây là nó có một cái dãy lỗ li ti nha các bạn, dãy lỗ li ti này. Tuy nhiên cái dãy lỗ li ti này á, thì lâu ngày mực nó sẽ bít hết mấy cái lỗ này, thì mực dù các anh chị dù cái này nó có quay nhưng mà nó không có tống được mực ra mấy cái lỗ đó, thì nó sẽ không có xuống được dưới cái hốc bờ mực ha. Thì cái này cái qua cái mấy cái lưới đó thì nó sẽ đánh. Thì cái này nó có tác dụng nè, cái này có tác dụng là khi anh chị quay thì trong đây nó có một trục khế, nó sẽ đánh mực vào ở trong cái này nè, nó sẽ xịt ra. Nên các anh chị khi mà các anh chị mở ra rồi thì các anh chị kiểm tra thử là các anh chị xoay, các anh chị để trên đây nè, các anh chị xoay thử, rồi các anh chị coi thử trên đây là mực nó có xịt ra mấy cái lỗ này không nha. Thì đối với những bình thường thì nó sẽ xịt ra thành những cái tia để nó cung cấp xuống dưới cái bột từ này nha. Nếu mà nó nghẹt á, thì các anh chị chỉ cần lấy cái chổi cọ á, các anh chị lau hết cái lớp mực bên ngoài đi, rồi xong các anh chị lấy chỗ cọ quét, là xong các anh chị xoay thì tự động nó sẽ bung ra thôi. Đối với khi mà nó nghẹt như vậy thì nó cũng dễ xử lý đó. Nói chung á, là khi mà các anh chị làm gì thì chúng ta sẽ bắt đầu từ từ, chúng ta sẽ xử lý, chúng ta sẽ gọi là quan sát tới từng bộ phận, rồi sau đó chúng ta sẽ vào trong cái trung tâm chính, bắt đầu chúng ta sẽ ra từ 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 coi thử là chỗ nào nó bị, chúng ta sẽ xử lý chỗ đó ha. Rồi bây giờ về nói về cái phần này, khi mà tất cả các cái bộ phận của cái hốp bơm mực nó bình thường rồi ha, các anh chị kiểm tra rồi nó bình thường hết rồi, nhưng mà các anh chị vô tình các anh chị đưa vào nó vẫn không, nó phô nó vẫn trắng ha, thì lúc đó các anh chị tháo lại ra giùm mình cái, rồi các anh chị sẽ rọi đèn vào trong cái bộ phận, cái chỗ mà các anh chị rút cái bộ từ ra này, thì ở trong đó các anh chị sẽ thấy ba cái nhông này ha, ba cái bấu này, ba cái nhông ha, mình gọi là ba cái nhông này, thực ra nó là ba cái gọi là gì ta, mình gọi là cái chốt bấu đi ha, mình gọi là chốt bấu, thì mình thực ra mình không có chuyên ngành gì đây. Khi các anh chị rọi vào thì các anh chị sẽ thấy ba cái nhông ha, ba cái chốt bấu. Nếu mà các anh chị để ý, đôi khi có những cái chốt bấu nó bị nứt, nó chưa có rớt ra, nhưng mà khi nó quay là nó bị trợt, tại vì nó sẽ bị bung ra khỏi cái phần này nè. Đó, các anh chị thấy cái chốt nhự nhỏ nhỏ gì không? Đó, thì nó sẽ bung ra. Thì khi đó, thì khi nó quay thì nó sẽ không có quay được cái bộ phận của để cắt mực, nên do đó nó sẽ bị không có cắt mực xuống ha. Khi mà các anh chị thấy vậy rồi, thì nếu mà nó bị bể hết mấy cái nhông này nè, nó bị bể một trong các cái nhông này, thì các anh chị tháo pha ra phía sau máy, các anh chị tháo, thì mình cũng đã có video hướng dẫn về tháo cái bộ phận này rồi, cũng giống như là thay dây của ro rồi á. Thì các anh chị
xem lại cái video đó trên kênh của mình, rồi các anh chị coi, các anh chị tháo ra ha. Thì tháo ra, khi mà tháo ra rồi, nếu bị hư mấy, nó bị bể này, thì các anh chị đặt hàng về các anh chị thay. Thì chỉ khó cái là ngay chỗ này nè, nó sẽ có những cái chốt nhỏ như nãy mình nói đó. Đây, có những cái chốt nhỏ như vậy. Thì các anh chị lấy những cái thanh sắt á, các anh chị lấy búa gõ, gõ nhẹ xuống ha. Gõ nhẹ cho cái này nó bằng xuống, rồi lấy một cái thanh sắt nhỏ nó bằng cái chốt này. Bằng cái nhỏ, nhỏ hơn cái lỗ này chút mà nó cứng á, các anh chị gõ dần nhẹ xuống để rút cái chốt này ra. Rồi khi đó các anh chị bỏ cái nhông vào, các anh chị xay cho nó đúng cái lỗ này, rồi xong đó các anh chị xỏ cái này xuống, các anh chị gõ. À, các anh chị gõ xuống thì nó sẽ giữ thôi. À, nói chung cái này cũng đơn giản. Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai, khi các anh chị mở ra thì các anh chị kiểm tra lại cái nhông hai tầng ha. Tại vì đôi khi là các anh chị sẽ thấy là nó bị bể, nó bị cái nhông hai tầng này nó bị cấn, nó bị cấn, nó bị bể, nó bị hư cái nhông hai tầng này đi các anh chị. Nên do đó tại các anh chị thấy là giữa cái nhông hai tầng này nó sẽ tiếp xúc với là một cây sắt đây nè. Đó, các anh chị thấy một cây sắt không? Thì cây sắt này nó là một cái cây sắt ở trong motor ra, thì đôi khi nó quay nó bị cấn, nó bị phá cái nhông hai tầng này. Nên do đó là khi mà nó đó nó sẽ không có quay được ha, nó không quay được. Để mình cho các bạn hình dung rõ hơn á, là mình sẽ đưa cái này vào cho các anh chị thấy ha. Rồi đây, bây giờ mình sẽ lắp vào cho các anh chị hình dung nha. Cái chốt ở trên đây nè, các anh chị thấy cái chốt nhô lên gì không? Đây là nó sẽ bộ phận để bấu vào đây, để nó quay cái bộ phận ở trên cái mực hồi ha, tức là nó quay để nó lọc cái mực hồi á. Cái phần nào sử dụng được thì nó cho xuống lại hấp bơm mực, không thì nó ra thải ra cái ống này ha. Đây là bộ phận này. Còn đây cái bộ phận này á, là cái bộ phận quay cái bộ phận trục khế ở phía sau để cắt mực xuống qua cái lưới mực xuống cái hộp từ, và nó xoay luôn cái trục, nó có bộ phận là xoay luôn cái trục xoắn á, cái trục xoắn ở trong hấp bơm mực á. Đó, đây là bộ phận này. Còn cái này là nó xoay nguyên cái cụm từ, cái cụm trục từ, và nó xoay nguyên cái cụm từ ở dưới. Thì đây là cái này nè nha các bạn. Thì khi các anh chị đưa vô thì nó, các anh chị nó thấy như thế này nè. Đó, nó thấy thế này. Thì khi chúng ta quay á, thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ quay. Đó, ha, nó sẽ quay. Đối với hai cái như thế này thì các anh chị sẽ thấy nè, ở trên đây mình quay á, thì có hai trục này nó quay thôi. Nè, các anh chị thấy ha. Đây, hai trục này nó quay. Thì hai cái trục này á, nó quay. Thì nó quay như vậy á, thì để nó cứ cái trục từ nó xoay với lại là nó sẽ xử lý cái phần mực hồi lên. Còn đối với phần này nè, đối với cái phần mà ngay chỗ mà cắp mực chứ lại xoay trục xoắn trong hấp bơm mực để mà đưa mực vào á, thì khi nào mà trong cái bộ phận của cái từ á, nó bị hết mực thì nó sẽ báo, nó giống như là nó giống như thợ cài tới cái độ đó, ví dụ như chạy tờ giấy 20 tờ thì nó sẽ có tác dụng là nó sẽ xoay cái này một cái ha. Cái chỗ này là có cái motor này ha, nó có cái bộ phận để đóng khi đó. Bình thường cái này mình quay được nha các bạn nha, nhưng mà khi mình quay cái này á, thì nó sẽ không có tác dụng gì đâu. Lúc đó nó sẽ đóng cứng cái này lại và nó sẽ quay cái này. À, nó quay cái bộ phận này. Khi mà nó quay như vậy một vòng xuống thì nó sẽ cắp mực xuống cái bộ phận trước từ để nó cung cấp đủ mực cho từ. Đó, đó là cái nguyên lý của nó như vậy đó nha các bạn nha. Rồi. Khi mà như nãy mình nói, các anh chị kiểm tra cái nhông hai tầng rồi ha, các anh chị kiểm tra nhông hai tầng có bị bể hay không nè ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các anh chị kiểm tra cái phốt đồng ở trong đây, ngay chỗ mà cái nhông này nè. Thì phía dưới đây nó có một cái phốt đồng đối với cái dòng máy 1060, 1075, 2060, 2075 hoặc là những cái dòng tương tự. Các anh chị có thể thấy là những dòng tương tự, nếu mà sử dụng phốt đồng thì các anh chị mở mấy con ốc này ra nè, mở mấy con ốc này ra. Các anh chị lấy ra xong các anh chị lấy lên thì ở trên đây nó sẽ có một cái phốt đồng. Thì khi đó cách với cái phốt đồng này lâu ngày nó sẽ cái trục sắt nó xoay lâu ngày, cái nhiều khi mà nó bị lợp qua bên nó làm mòn cái phốt đồng này đi. Và khi đó khi mà nó chạy á, thì cái chỗ này nè nó sẽ hở ra, nó sẽ hở ra mà nó sẽ không bám được cái nhông của cái nhông hai tầng, nên do đó nó sẽ không quay được cái trục của cái bộ phận từ. Nên do đó là cái từ nó đứng luôn, nó không có quay được nữa, do đó nó cung cấp không có được, hoặc là cái nhông này nó bị bể, hoặc là cái nhông này nó bị răng, nó bị mòn đó. À, như vậy ha. Đó, các anh chị cứ kiểm tra như vậy. Khi mà nếu các anh chị kiểm tra cái này nó ok hết rồi thì các anh chị nghi ngờ thì các anh chị tháo cái bộ phận này ra. Thì cái bộ phận này ở cũng có một cái video mình đã chia sẻ về cái cách tháo ra và cách vệ sinh rồi, cũng lâu lắm mà các anh chị tìm những cái video ở đầu tiên của cái kênh này nè ha. Các anh chị xu vô trong cái phần tất cả cái video đó. Rồi các anh chị xuống những cái video mà mình mới thì mình đã có chia sẻ cái này. Thì đối với cái này khi mà các anh chị mở ra thì các anh chị sẽ thấy nó lâu ngày nó sẽ bị đóng một cái lớp lớp ten màu nâu nâu nâu, thì các anh chị lấy giấy nhám, các anh chị chà rồi xong các anh chị lấy cồn, các anh chị lao lao cho nó sạch ở đây, rồi các anh chị bỏ lại vào thì
thì nó sẽ làm chạy được. Đôi khi cái này dơ thì nó cũng không có đóng được cái bộ phận này, nên nó sẽ không có xoay được cái trục, cái bộ phận trục khế với lại cái trục xoắn của trong hấp bơm mực để nó cấp mực xuống ha. Rồi thì đó là một số cái nguyên nhân cơ bản mà theo mình trong quá trình mình làm á, mình thấy nó bị cái vấn đề đó, nó liên quan tới cái mà khi mà chúng ta photo ra cái tờ giấy bị trắng, nên mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn ở cái video này. Rồi phần thứ hai là có một vài bạn hỏi mình là trong quá trình chạy như vậy thì những cái bộ phận nào của máy nó hay bị hư và mình mua đồ để mình dự phòng. Thì thật chất ra như vậy các bạn, khi mà các bạn làm quen với máy, các bạn làm quen lâu á, thì các bạn sẽ có cảm nhận được là cái máy mình chạy nó sẽ có những cái bộ phận nào nó dễ bị hư, và khi đó các bạn sẽ cảm nhận được là mình cần mua những cái nào để mình dự phòng. Thì đôi khi các bạn sẽ thấy là mình ở đây mình dự phòng một số cái, ví dụ như đây là cái nhông motor chính ở phía sau máy các bạn, tức là ở phía sau mà cái bánh trớn, các bạn sẽ thấy con nhông này. Và con nhông này là một trong những con nhông mà nó cũng đôi khi nó giật mình, nó cũng rất là dễ bị hư con nhông này nè. Tại vì ở ngoài đó nó cũng là một cái trục sắt với lại một cái trục nhựa. Ở đây là cái trục nhựa, còn đây là cái trong cái máy ra là trục sắt thì nó xoay cái này. Nên đôi khi mà nó dễ bị cấn lắm, thì nó đối với cái trục này, cái nhông này thì nó sẽ xoay, nó giống như là nó xoay nguyên cái bộ rum vậy các bạn. À, gọi là nhông motor chính nha. Đây là mình sử dụng con này. Cái thứ hai đó là nhông bực hồi. Nhông bực hồi hay gọi là nhông xéo, mà con nhông chỗ ống bực hồi nó lên á, các bạn mở máy ra thì các bạn thấy giữa hai nhông xéo từ trong rum với lại một cái ống bực hồi lên để đổ vào trong cái bộ phận bực hồi nè. Thì đây là những cái này á, mình hay nó dễ bị hư lắm các bạn. Nó dễ bị hư mấy con nhông này lắm, nên do đó là các anh chị phải dự phòng. Rồi cái thứ ba mà mình hay dự phòng đó là cái phốt hay gọi là cái nhông đầu mực hồi đó các bạn nè. Đây nè, chỗ này nè. Đó, các bạn thấy nó sẽ rất là đây nè. Đó, các anh chị thấy chưa? Đó, ngay chỗ cái phốt chỗ này. Đôi khi chạy nó rất là cứng nha. Khi mà nó cứng rồi các anh chị biết là nó sẽ phá. Nếu mà cái này mà các anh chị không, các chị để ý khi máy chạy mà nó kêu tiếng rắc là do hai cái nhông xéo này nè. Do hai cái nhông xéo nó bị trục chặt. Do đó là khi các anh chị nghe rắc thì các anh chị dừng máy lại ngay. Rồi xong các anh chị sẽ kiểm tra, các anh chị làm đóng hai cái chốt, mở cửa xong đóng hai cái chốt lại, các anh chị coi thì nghe tiếng rắc thì các anh chị thấy này. Khi mà nghe tiếng như vậy thì các anh chị ngừng máy ngay ha. Thì các anh chị tháo ra, các anh chị thay liền. Nếu mà các anh chị để lâu á thì cái này nè nó sẽ không có xoay được, nó cứng nó không có xoay được, thì mực hồi nó sẽ không có đưa lên ở phía trên cái hấp bơ mực để xử lý được. Nên do đó là nó sẽ bị tình trạng là mực nó sẽ đóng cứng ở đây. Ha, mực sẽ đóng cứng đây. Thứ hai nữa là mực nó không có ra được ở trong cái mực thải của rum, nó sẽ phá luôn cái bộ rum ha, nó sẽ phá luôn cái bộ nhông ở phía sau rum. Nên do đó là khi nghe cái tiếng này là các bạn nên dừng lại, các anh chị thay liền ha. Nên là cái này nó cũng quan trọng, các anh chị thay này. Cái thứ tư đó là các cái phốt từ. Đây là cái phốt từ nè. Ha. Đó. Đó, đây là cái nhông, mấy cái nhông của phốt từ các bạn. Ha. Nhông phốt từ. Rồi tiếp đến. Đó là cái bộ phận mà để xoay cái cùi mực. Ha. Đó là mấy cái nhông để xoay cái cùi mực, thì các anh chị nên để dành một cái. Tại vì đối với cái nhông đó khi mà chạy lâu ngày nó sẽ bị mòn, nó sẽ bị hư. Do đó là khi mà cái cùi mực nó không quay được, nó không cấp mực được cho xuống cái hấp bơm mực, thì nó cái khi mà các anh chị trong cái hấp bơm mực nó bị hết mực thì nó vẫn phô ra cái tờ giấy nó bị trắng ha. Rồi ngoài ra thì có một số cái dây cu ro hoặc là những cái miếng mà dán mép từ nè, các bạn cũng dự phòng. Ngoài cái đó thì mực đồ thì mình không nói rồi ha. Thì đó là những cái mà mình thấy nó sẽ hay dễ bị hư. Nên là nhưng mà khi mà các bạn lưu ý, khi bạn mua những cái nhông đó thì các bạn nên mua những cái nhông loại tốt hơn một chút để các bạn về các bạn thay vào cho nó ổn định. Chứ không, nếu mà đối với các bạn mà mua những cái nhông mà nó mềm quá thì khi đó chạy nó sẽ rất là mau hư và nó bị phá cái nhông rất là nhiều. Một trong những cái yếu tố mà nó gây hư nhông và nó gây hư hao máy nhiều đó là một trong những cái phần mình tưởng là nó là không có vô hại, nhưng mà nó thật ra nó là cũng là một trong những cái phần đa số để mà hư mấy cái nhông nè. Đó là mực nha các bạn. Khi mà các bạn mua mực mà nó không có giống như cái mực mà người ta phối trộn, nó không có đều, nó không có chuẩn, thì nó đưa ra cái lượng mực thải, cái hạt mực nó bự, nó đưa ra những cái lần mực thải rất là nhiều. Cái nữa là nó sẽ khi mà nó bụi nó bám vào trong những cái nhông, cái hạt mực nó bự, nó sẽ có thể là nó sẽ gây ra những cái một số cái vấn đề cấn cái nhông nó do bị phá.
và đa số mình cũng đã có những cái lâu ngày mà sử dụng á, thì mình thấy cảm thấy đúng là một trong những cái vấn đề mực nó sẽ ảnh hưởng tới máy cũng rất là nhiều. Nên do đó là mình, các bạn khi mà mua mực thì các bạn cũng nên lựa chọn những cái hãng hoặc là những cái nơi mà người ta đã sử dụng nhiều hoặc là những cái nơi bán uy tín để cho người ta làm. Còn đối với mực hiện tại bây giờ các bạn mua trên thị trường cũng rất là nhiều loại, và trong khi đó có những cái loại thì nó cũng khá là rẻ, nó có 170, 180, 190 thôi. Nhưng mà những cái loại đó khi các bạn mua về các bạn để ý cái mực thải của nó rất là nhiều, và khi mà các bạn sử dụng thì cái máy của bạn hư cũng rất là dễ, rất là nhanh hư. Do đó các bạn thử, các bạn để ý một lần đi, nếu mà các bạn cảm thấy mà mực nó không ổn định thì các bạn đừng có lấy loại mực đó nữa, và các bạn nên sử dụng những cái loại mực mà người những cái nơi mà cung cấp nó uy tín chút ha. Rồi đó là một số cái mà mình muốn chia sẻ ở video này, hy vọng nó sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn nào mới vào nghề hoặc là mới mở tiệm photo, để cho các bạn có thêm một chút kiến thức để dự phòng, hoặc là các bạn biết được cái quy trình kiểm tra các cái bộ phận của từ để khi mà xử lý cái lỗi đó để các bạn có thể khỏi bất ngờ hơn ha, hoặc là các bạn có thêm cái kinh nghiệm trong vấn đề xử lý máy. Rồi video của mình xin kết thúc ở đây, xin chào các bạn, xin hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Nếu các bạn nào mới vừa ghé kênh Đồ Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh càng phát triển nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.